Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại một ngày nữa Ngọc ở Chicago. Mà ha, một cái điện thoại của Ngọc á, cái điện thoại iPhone 11 này của Ngọc á, không biết làm sao mà không có bấm vô được gì các bạn. Không bấm vô được gì hết nè. Bấm vô gì nó cũng không ra đó. Nên là hôm nay Ngọc phải vô Apple Store để Ngọc sửa cái điện thoại. Sẵn quay cho các bạn coi nguyên một cái dàn iPhone mới ha. Đẹp, để Ngọc coi coi dàn iPhone 13 đâu. Cái này iPhone 13 nè. Đây, trời. Ủa, có iPhone 13 mini nữa các bạn. iPhone 13 mini nè các bạn nè. Ồ, mini này cũng dễ thương ha. Đó, iPhone 13 mini nè. Mà iPhone 13 nè. Người ta không có để giá nha các bạn nha. Rồi iPhone 13 Pro nè. iPhone 13 Pro Max là cái này là cái của Ngọc nè. Trời ơi, cái gì mà ra nhiều quá. 13 rồi 13 Pro rồi 13 Pro Max nữa. Đó, màu này là chắc phải do cho màu đều màu. Màu này màu cũng đẹp chứ. Cái màu này đẹp nè. Màu này xanh xanh mà xám xám nè, màu này đẹp nè. Cái giá của nó người ta không có để đây nữa các bạn ơi. Rồi bên đây là cái chắc cái do một cái màu khác nữa của iPhone. Màu gì đây? À này, màu vàng của Ngọc nè. Đang xài nè. Rồi đây là cái màu màu hồng nè. À, màu hồng này cũng dễ thương. Hồng này cũng được, đẹp quá. Bên kia là chắc cho màu trắng của tụi nó. iPad mới ra nè các bạn nè. iPad mới ra bên đây nè. iPad mini. iPad mini mới ra nè. Này là iPad bự hơn. Đó, có bàn phím nào kia. Đây là một cái tiệm Apple trong một cái mall. Nói chung là tiệm Apple cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Vừa đủ cho mình mua tất cả những cái gì mà mình muốn sử dụng. Case nè. Tai nghe nói chung là nhỏ nhưng mà hả, có vỏ. Này có lý không ta? Cái case hiện tại Ngọc đang xài là như cái case này thì phải. Đúng rồi, cái case này Ngọc đang xài nè. Áp cái này lên được luôn hả? Áp này lên luôn. Để bỏ mấy cái thẻ của mình vô á. Cái này cũng đẹp. Cái màu này Ngọc cũng thích mà Ngọc sợ là mau dơ nên Ngọc không muốn mua. Một cái miếng app như thế này là cỡ khoảng 1 triệu mốt một cái các bạn, của chính hãng Apple luôn á, 1 triệu mốt một cái. Rồi xong rồi các bạn ơi, điện thoại Ngọc quá xong rồi. Là sửa được đó. Có nghĩa là hả, chạy hả, nó tải game vô nhiều quá. Hết bộ nhớ. Nên là hả, điện thoại đã bị đứng. Rảnh vậy vậy đập trong trận. Để về đập cho nó trận. Trời ơi. Ở đây hả, cái cửa hàng bán Hollister đẹp ghê các bạn. Trời ơi, có chim bồ câu bay đậu trước nhà nữa kìa, đẹp ghê ha. Nhìn cổ kính quá. Đây là một cái mall rất là lớn. Cái mall này là có nhiều thứ lắm, có Macy, có, nhưng mà chỉ cách nhà Thiếm có 15 phút 11 phút lấy xe à. Cái mall này rất là lớn, cái này giống như là outside mall vậy đó các bạn, cái mall ở ngoài trời á. Này mà không khí đi trời rất là đẹp luôn nè. Thôi là show cái chỗ này mở cửa cho ta vô mua bánh ăn, ở đó bụng quá. Giờ này là mấy giờ rồi? 1 giờ Ngọc chưa ăn gì hết. Cái quá trời trời, quá trời luôn rồi, bán đồng hồ, bán đồ này ghê nè. Cái chỗ này bán lotion thấy cũng nhiều người xài lắm nè. Ôi, chưa là show này chưa mở cửa. Cái tôi thui này nè, mở chưa ta? Giờ này không lẽ 1 giờ không mở cửa? Hour là kia. À mở rồi, mà sao nhìn thấy tôi thui ha. Bánh gì ngon không? Bánh này bánh nóng nè. Bánh nóng này ngon ta. Ồ ơi, nè, ăn bánh này nè. Bánh này ngon nè. Rồi, bây giờ là Ngọc về tới nhà rồi. Là hôm nay các bạn là sau khi mấy ngày mà chơi bời quá nhiều nên là mà tất cả phải vào lại công việc. Thì hôm nay là Ngọc chuẩn bị là ship hàng đi cho khách rồi này chia. Hả? What time is it now? It's 1:30. It's only like 10 minute drive. 3 o'clock. 3 o'clock? Yeah, chuẩn bị kiếm ship hàng. Các bạn coi cái màn hình máy tính của Ngọc nè. Muốn giọng không? Giọng như sao? Rồi bây giờ là Ngọc với chồng Ngọc đã tới bưu điện. Bây giờ mình sẽ đi ship hàng. Wow. Oh, there's one under đây có một cái dưới kia. Cái con chày nữa nè, đây nè. Ship hàng nha. Customer service entrance. Chỗ ra vô của người ship hàng.
Yeah. You know what? I'm gonna. Yeah. Thì bây giờ là Ngọc với Thím sẽ đi chợ để mua đồ về ăn tối hôm nay các bạn. Chợ Hàn Quốc này cách nhà Thím chỉ có 11 phút lái xe thôi các bạn. Nên là Thím đi chợ này nhiều hơn chợ Việt Nam đúng không ha? Nhiều hơn, Thím đi chợ ngoài đây. Dạ, chợ ngoài đây không à. Đa số trong này người ta có hết những cái... Ủa này cả chương trình ca nhạc gì đây nè Thím nè. Qua rồi. Qua rồi hả? Ồ, có MC Việt Thảo, có rất là nhiều anh chị nghệ sĩ nè. Ồ, hồi ngày 12 tháng 9 đó hả? Này show này có phải của anh Huy không? Thấy Huy không? Ồ, mình lấy xe đi, lấy xe. Ờ, trong đây hả? Ờ, để lâu quá không quay cho mọi người coi chợ. Bữa nay mọi người coi chợ luôn vui vui ha. Chợ Xmart này thì hả bự hơn chợ Ngọc nhiều lần lắm. Bự hơn, bự. Cực kỳ bự. À, đây mọi người thường hỏi Ngọc mua lò nướng, lò đồ nè, đây nè. Lâu lâu người ta đem ra nơi này, nhưng mà cái này này là không phải của cái này chữ thì các bạn ghi thấy của Hàn Quốc nhiều đó, nhưng mà cái này là thường thường là made in China nè, thấy không, thấy mấy cái chữ thì giống như Hàn Quốc vậy đó. Nhưng có cái lò này là Koto này là cũng vậy luôn nè, để ăn shabu shabu. Ôi ôi coi những cái lê nè, ôi ôi quá trời mấy cái lê ngon các bạn. Một thùng lê như thế này là khoảng 600 ngàn, 600 ngàn một thùng lên. Mà sale nè. Sale rồi đó. Sale còn 2. Ở đây là có mấy trái lê nè. Ngọc nghĩ là Ngọc muốn mua về để cho chay ăn. Lâu quá rồi chay nó không ăn lê. Mua về cho con chay ăn mấy cái. Giảm giá rẻ nè. Ồ, chuối hả? 49 sao à? Ôi ôi, nửa ký chuối rất là rẻ luôn. Được giảm giá mọi người. Rẻ quá. Ở đằng kia thì bán những cái nguyên một cái hàng, bán những cái loại đồ bánh của Hàn Quốc nhập qua. Đây là nguyên một dàn chanh nè. Còn bên đây là các bạn thấy không? Chôm chôm nè. Chôm chôm bữa nay rẻ nè Thím nè. Sao chôm chôm dạo này rẻ nha Thím nha? Chắc là do cái trái của nó không được to hàng sao á. Chứ hồi đó là 8-90 đồng, bây giờ còn có 2 đồng mấy. Thanh long nè các bạn thấy thanh long không? Nửa ký thanh long là cỡ khoảng 8 đô la là 170 ngàn. Cho nửa ký thanh long. Đây là thanh long vàng nè. Ờ 450 gram đó, con nói nửa ký cho ông gọn. 450 gram. Bữa nay trái măng cục nó xuống được 5 đồng, mấy trước là 20 đồng. Trời đất ơi, măng cục á. Bữa nay 16 đồng. Măng cục là bữa nay á hả là 450 gram á là còn á hả coi như 16 đô là cái chừng 330 ngàn á, là 450 gram á. Hồi đó đó là Thím Phượng nói là còn mắc hơn thêm 100 ngàn nữa. Rồi sao không thấy mấy cái dâu Hàn Quốc mà nhặt qua như ngày xưa nữa ha, uổng ha. Ôi những cái trái lần đầu tiên con thấy mấy cái trái lê nhỏ xíu nè Thím nè. Lê Hàn Quốc mà nhỏ nè. Hôm cái này là product of USA, cái này của Mỹ rồi, Mỹ cũng đem về trồng rồi. Đây các bạn coi cái hàng rau xanh ở trong này nè, nhìn đã không? Hồi nãy Thím kiểm tra à, Thím ơi mua cà chua đó, nhắc cái không thấy, nhắc là con Nhân nhắc liền thấy không? Tại vì Thím đang đứng này. Rồi cải xà lách. Cải xà lách đủ ha. Rồi hôm nay ăn một cái món này rất đặc biệt nha các bạn. Ngọc rất là thích cái món này của Thím luôn các bạn. Như là các bạn thấy cái này mà ở Mỹ có, các bạn mới thấy dữ nè. Cái này là cái tuổi thơ thần tiên và yêu dấu của Ngọc nè. Mình chơi mình hay chứ hả, chơi gì này nè, móc méo hai đứa quýnh lộn ha, không quýnh móc coi đứa nào thua, úi đứa nào bị gãy can trước. Cái này là cái giá của nó là 450 gram á, là cái này product of China, là của bên Trung Quốc ta nhập qua các bạn, là cỡ 60 ngàn cho 450 gram, là chưa tới nửa ký. À, cái này là gọi là chơi con ấu gì đó nè, phải không? À. Các bạn nhìn mấy trái khế, nhìn thấy tội nghiệp không? Mấy trái khế này tội tiệm nhiều chứ không? Có giá này nha, hai trái khế là cả chừng khoảng 60-70 ngàn một trái, hai trái. Nhìn nó tội nghiệp vậy sao? Đây là chỗ, đây là có chỗ bán nồi bán đồ nữa nè các bạn nè. Có chỗ cái này để
chiên nướng rồi này nghe nè. Này cũng của Koto hồi nãy luôn, cái hiệu nãy đây, cái hiệu này nè. Ok Daewoo. Cái hiệu này là đúng là made in Korea, làm tại Hàn Quốc luôn nè các bạn nè. Đó, cái này nè, đảm bảo luôn. Để Ngọc kiếm cái chỗ made in cho các bạn coi. Rồi. Thùng này nằm ngang nè. Thì bây giờ cái chữ là made in đây, made in Korea là làm tại Hàn Quốc luôn nè. Là cái này là để mình nướng mấy con cá mình bỏ là mình ăn, nướng thịt bò, nướng này nướng kia nè, thấy không? Đây, còn đây là cái chảo mà Ngọc với Thím ăn ở nhà mà Ngọc có màu đỏ nè. Thì cái này là made in Korea của Hàn Quốc luôn nè các bạn nè. Giá bữa nay là nhiêu cái? Giá bữa nay là 90 đô một cái, là có nghĩa là cỡ khoảng 2 triệu đồng một cái. Ồ. Mọi người cứ hỏi mua ở đâu này bây giờ vô chợ mới có. Còn hai cái nè thấy không? Tao bán hết quá trời á. Này có màu xanh đó Thím. Đây đó các bạn, lại đây nè các bạn thấy không? Có là nước mắm vị xưa nè. Của Phú Quốc nè, 40% đồ còn là 500ml ha. Là nửa lít đó ha, là cỡ chừng 170 ngàn. Các bạn có cái gì đó dầu nước tương, nước tương tiêm tam thế tử có đây luôn nè, thấy không? Rồi rồi nước mắm nhĩ ở trên kia cũng có. Ồ, bữa nay người ta có một cái quầy gì mà lạ vậy ta, bán đồ nóng hả ta? Ồ, có quầy gì Thím? Ồ, mấy cái thịt này là mình tự mua về để mình ăn nè, thấy không? À, người ta thịt gì cũng có hết, một 450g là bao nhiêu tiền người ta cứ để đó hết rồi mình kêu người ta. Người ta nói là mình không có được tự làm. À, mình phải bấm cái chuông này rồi có người tới làm cho mình chứ không có được tự làm, không có được tự cầm. Cái này 8 đồng, cái này rồi. Dạ. 9 đồng phao. Dạ. Hay đó, có cô đó, cô đứng đó kìa. Hả? Thôi để chừng nào ăn rồi mình mua thêm mà. Cái quầy đồ ăn làm sẵn ở đây hả, rất là chất lượng các bạn. Mà mình đi giờ này thì nói chung cũng gần hết rồi. Đây nè, thấy không? À, có bạn nói hả, trời chị Ngọc ơi, em ở Hàn Quốc mà em ăn đồ Hàn Quốc còn ít hơn chị Ngọc ăn đồ Hàn Quốc nữa. À, hả? Trời ơi, gặp Ngọc mà ở Hàn Quốc, Ngọc ăn hết Hàn Quốc luôn. Mình ăn nhiều nhiều cái đồ về nghiêng về Hàn Quốc hơn là cái bạn đó luôn á. Đó, để trong cái bên bên này là ấm ha em ha, lại cái đó ấm hỉnh liền. Rồi mua cá hồi. Cá hồi mua lát này ha, thấy không? Cá phi lê, hồi phi lê. Không có đuôi không? Không có, cái mình giữa ha. Này bạch tuộc nè, bạch tuộc con nè. Baby á, bạch tuộc baby á. Này là mực nè. Này chắc mực ống nè. Đằng kia là con nghêu nè, ở trong đây bán nhiều ốc quá, bên đây có bán ốc đen nữa kìa, ốc có con trắng nữa kìa. Nghêu nè. Rồi con này là con gì quá mất tiêu. À mussel, con chim chép. Ở trong kia bên đây có gì á? Mấy con ốc bóng tai hay là ốc gì? Ốc với nghêu với ốc đắng nữa kìa. Các bạn con cua hoàng đế kìa các bạn kìa. Cua hoàng đế sống bò kìa. Hú, hái con luôn. Một phao là 50 đô. Ngày xưa một phao là hả cái chừng 36-37 đô, bữa nay là lên thêm giá một phao là 450g á, thì cái con đó Ngọc nghĩ là nó cũng khoảng là 5-6 phao. 5-6 phao thì lấy 50 × 6 là 300 đô con hả, con dưới nó bự hơn kìa, cua hoàng đế sống. Rồi lobster tôm hùm là 18 đô. Đây người ta để ghẹ đây cho mình lại mình tự lựa nữa các bạn nè. Còn mấy em còn que que là sống chứ còn mấy em lại ngấp ngáp hết rồi gì. Wow, cá sống Ngọc, mỗi lần Ngọc thấy mấy cá sống này là Ngọc ước mơ cho ba Ngọc đó hả, qua sớm tiệc sớm luôn để cho ba Ngọc có thể ăn. Trời ơi các bạn không biết không, đây là cái lát cá hồi mà ngon nhất ở trong cái bụng của cá hồi. Ngọc nghĩ là Ngọc sẽ mua về cho Ngọc với chú ăn quá. Ngọc rất là muốn thưởng thức thử cái lát cá, không phải cá hồi bậy, nó tầm bậy, cái cá ngừ đại dương. Mà cá ngừ đại dương thì các bạn biết nó có rất là nhiều loại. Con nghĩ con sẽ mua cái này về con với chú thử thế mày. Cái miếng thịt cá ngừ đại dương này đó thì nó giống y chang như cái thịt bò Wagyu. À, nó đặc biệt nhất là luôn. Bởi vì Thím thấy một cái miếng này thôi mà người ta bán là 500 ngàn. Nhưng mà nó còn chia ra nhiều loại lắm nha. Nhưng mà cái này á, nó không phải là... Cái này là người, nó được nuôi từ bên Mexico qua. À, mình cũng chưa thưởng thức được bằng cái mà tuyệt vời nhất đâu, nhưng mà ăn thử coi sao. Con nghĩ là con sẽ mua con với chú ăn thử. Nè, thấy cái này nè, những cái vân này của nó giống Thím thấy y như chang những cái lát bò, thịt bò Wagyu vậy đó. À,
Đó, con với chú ơi, ăn thử này đi. Cái nhum biển này thì Ngọc cũng thích đó, nhưng mà sao thấy nhìn thấy mấy con nhum biển này thấy tội nghiệp quá. Các bạn thấy không? Nhìn màu nó màu sắc rồi này kia thấy cũng tội nghiệp. Cá này là cũng ngon cũng được lắm nè. Cá này nhìn không biết nó có tươi không ha. Cái này farm raised hết nè các bạn nè, đều được nuôi á. Còn này là cái này là wild caught nè, là bắt bắt ở ngoài ấy đó. Cái miếng này nhìn ngon không ta? Miếng này nhìn cũng ngon nè. Coi coi lựa miếng nào ngon ngon. Miếng này nhìn ngon quá. Cái mua gì thêm? Cái này cá hồi mà người ta dạt ra cái chỗ bụng rồi đó. À. Đây nè các bạn, cái này cũng là cá ngừ đại dương nè các bạn thấy không, nhưng mà cái miếng này nè, một miếng quá trời bự luôn, 60.000 đó. Còn cái miếng mà bụng mà nãy Ngọc nói ngon ngon là cái miếng đó là cỡ khoảng 600.000 đó. Nó mực ha thêm. Đây là chỗ là người ta làm chuyên làm sống. Mỗi lần mà đi vô cái chợ này là Ngọc nhớ tới cái Shiseido này, lúc mà Ngọc còn ở đây các bạn, cái người chủ của cái này á là hả, ngày xưa Ngọc gọi người đó là mẹ chồng á. Thêm tại vì mà lúc đó con cưới con của cô đó là giờ cuộc đời cũng đâu đi bán gì qua ngày Tây đâu thế bạn. Thì cái chứ trời ơi, bây giờ cổ để cái chỗ này cho nhân viên cổ làm, còn cổ là mở cái tiệm khác á thế mà. Đâu có, con có muỗng đó rồi con. À, bà ngoại giờ đang làm cá nè, chay thì ăn lê. Ngọc mới vừa sắc lê ra cho chị ăn, chị mới vừa tắm xong. Hôm nay chị đi đâu nói cho cô. I wish it was a lollipop and a whipped cream. Trời ơi. And a lot. No. Not just the whipped cream. À, and the apples. Đúng rồi. Chay nó nói là nó ước gì là có hả, có cái gì. And the banana. Có. Thôi tôi để tôi giải thích cả. Nó ước gì là có cái whipped cream là cái bột kem á. Nó hay ăn á, để cho nó ăn kem. Còn kem nữa hả? Thôi ăn cái đó chị, còn ăn cái đó cho bổ ha. Thôi con ăn đi, con mời cô chú đi. Đó cho cô chú ăn á. Mới tắm xong mà bữa nay con đi đâu với ba? Con đi đâu với ba? I don't know. Nói con đi trampoline. Cái gì vậy? Cái miếng nó bị gì vậy? I don't like it. Sao cái miếng nó bị gì? Nghe cái chiếc gì không? Ngon. Ngon vậy bị gì không? Cái gì Bèo ơi? Đụm cái miếng kia vô, đụm miếng kia ở ngoài vô, lại lên. Sát bên con kìa. Bỏ vô. Đúng rồi. Thím là đang làm cắt cái cục này ra bây giờ. Còn cái cục cá đó các bạn, cá này là cá hồi thì thím sẽ làm giống như là cá hồi lúc lắc. Ha thím hả? Cái món cá hồi lúc lắc này của thím rất là ngon luôn. Nên là chay cũng sẽ ăn được và ba chay cũng sẽ ăn được luôn. Và Ngọc lại nhớ lại cái món này nữa. Nên là Ngọc nói thím là hai thím cháu đi chợ mua nè. Hả? Ồ, con không muốn ăn đó hả? Ngon lắm. Con có nhớ mẹ nói không? No, she gonna eat the fish. Thím Nam gonna make a very good type of salmon. Oh, okay. Just like the second beef. Oh, just like the second, okay. Yeah. I'm gonna take a good nap. Why? Because I just jumped around on the trampoline as much as JD was. Hai cha con nó đi nhảy trampoline, đó là nhảy lên cái nhà, cái đúng như là nhà phao vậy đó, không phải nhà phao. Cái trampoline là cái nhúng đó, mình nhúng xuống nó đưa lên, nhúng xuống mà nó đưa like lên. The first 5 minutes I like laid there like this. And then my body got used to it, and after about half hour I'm jumping around with JD in my arms into the pits. And then throwing JD into the pits. Vậy mà nó nhảy nó. Chay nó nhảy 45 phút, con nhảy con có mệt không con? Không mệt hả con? Vậy mà con nói đi ba cù bắp. À mệt hết ít thôi phải không? Gì đó đó bé lạ. Nó muốn gì bé cái à? I almost did the, you know, the hoop that's there. Almost did the slam dunk. But I was like, this is way too high. Because they had it hooped all the way up. Con ghe con lạ nó muốn gì thế? Oh, okay. Uh-huh. All right. Well, you know where I'm at and what I'm doing. Yeah. Thế mấy cái ăn gì ta? Nó rồi ăn cái gì ta? Vậy. Mà nó chưa ăn đâu. Đợi chú về cho nó ăn hả? Nó kêu kêu vậy đó. Cần... Nó thích vậy á. Bụng lên không? Hả? Bụng lên nha. Con bụng nó lên à? Bụng nó lên à?
Thôi không, ngồi đây ăn hết cái giờ cho mẹ. Đừng có dụ mẹ. Con sao con dụ mẹ được chay? Con dụ mẹ để mẹ nhìn chỗ khác rồi con chạy đi xuống, con đi trốn luôn rồi con không ăn nữa gì. Không được, phải ngồi ăn hết cái dĩa đó cho mẹ. Không có thấy gì, không mẹ không có cần coi cái gì sau lưng mẹ đó. Mẹ chỉ cần nhìn con thôi. Mẹ nhìn trực tiếp con thôi, mẹ không muốn nhìn bất cứ một ai hết. Ok. Không cần biết luôn. Không cần biết sau lưng mẹ là ai. Bước lên đâu quá rồi, không có chia sẻ cho cả nhà cái món này. Nhưng mà cái hình như cái món này là cũng chưa bao giờ làm ở trên kênh của Ngọc luôn á. Nên là hôm nay là Ngọc sẽ quay thím. Mà thank you. Rồi đây là những cái công thức để mình làm hết các bạn ha. Cô chú anh chị, món cái này cũng giống như là cá hồi lúc lắc. Món này cũng là một trong những cái món ăn mà mình nhưng mà are you gonna eat it all? No, I want you to sit here. Rồi đây là những cái nguyên liệu đầu tiên là thêm có tỏi, tỏi hay thêm? Yeah, tỏi. Tỏi. Chút thôi, không có cần nhiều. Thơm. Đây là tiêu. Tí xíu tiêu thôi. Tại có chơi gì ạ? Dạ. Rồi. Nêm. Nửa muỗng hạt nêm nha mọi người. Dạ, muỗng muỗng thôi. Mình là phải ăn nước mắm. Nhưng mà hồi nữa mình làm cái sốt thì mình làm với dầu mè. Dạ. Dầu hào. Giờ mình bỏ nước mắm vô. Dạ, phải có một miếng nước mắm nó mới ngọt. Đúng rồi. Mình là người Việt Nam. Rồi bây giờ là thím đang sắc gừng nè. Một chút xíu gừng nhuyễn vô trong sắc thiệt nhuyễn à. Dạ, nhuyễn vậy nè. Bỏ ra đây. Dạ. Dạ, miếng chút xíu rồi. Chút xíu thôi, không cần nhiều. Dạ. Mà nhuyễn chừng nào tốt chừng đó. Rồi, thay vì con ướt thì con bỏ đường đúng không? Dạ. Bữa này thím bỏ mật ong. Này là đường mật ong, mình gọi là bột mật ong á. Yeah, thì cái nó sẽ tốt hơn là cái đường nguyên chất 100% của mình. Yeah, cái này, đúng này là lúc nào từ khi mà mình biết tới là mình sử dụng đổ qua sử dụng hết mấy cái này thế mà. Yeah, đúng rồi. Cái này là thím Phượng cũng có bán luôn đó các bạn. Nếu như mà các bạn mua các bạn có thể liên hệ ở cái số điện thoại mà Ngọc để dưới màn hình nè. Rất là tốt cho cơ thể của mình hơn là đường thiệt. Bột mật ong, nó gọi là bột mật ong nha mọi người. Nói chung là mình uống cà phê, trời cái này mà uống cà phê ngon lắm thím. Dạ, uống cà phê cũng được nè. Nói chung là nó thay thế đường. Rồi quậy nước chanh uống cũng ngon. Nói gì đây? Chút xíu nước tương coi. Nước tương, tương này tương đen hay gì? Xì dầu hay sao? Nước tương lai thôi, cái này của Thái Lan. Dạ, tương Thái Lan à. Nước tương Thái Lan, nước tương nào cũng được, mình có nước tương nào mình dùng nước tương đó. Đó. Rồi vậy cái mình ướp mình để khoảng 15 phút thì bắt đầu mình đi rửa xà lách, rửa cà, rửa hành tây. Rồi. Bây giờ thím chỉ mọi người cách pha nước sốt. Bây giờ sẽ là tới cái bước mà mình làm nước sốt riêng cho cái này. Không phải là nước sốt để ăn sống, nhưng mà cái nước sốt này là sau khi mà mình xào cái này lên á là mình sẽ đổ cái nước sốt này vào mọi người. Đầu tiên là mình cho nước vào nè. Nước thì tùy theo cái lượng cá của mình làm là bao nhiêu. Những cái anh đêm nếm này là tùy theo cái lượng của mình làm bao nhiêu hết rồi các bạn, nên là mình không có một cái công thức xác định. Này mình cho 6 muỗng nha. 6 muỗng nước hả? 6 muỗng nước. Đầu nước tương. Nước tương này của Philippines đó các bạn. 2 muỗng tới đây con. Đây con. Rồi cái đó gì thêm? Cái này là dầu hào. Dầu hào á. Dầu hào chai. Dầu hào và dầu hào chai. Ok. Yeah. Nó màu đậm đậm. 6 muỗng nước, 2 muỗng nước tương, muỗng dầu hào. Đây là bột bắp. Mình phải cho một chút xíu ha. Cho nó sạch sạch lại các bạn. Không cần nhiều đâu, chút xíu thôi. Bột bắp. Che ơi, con còn cái miếng thịt dưới không, cho đem cho ba là đi con. Con cho béo lạ chứ con đừng có cho sữa. Hồi nãy đó mình có nửa muỗng rồi, thì đây mình thêm một ít nữa thôi, không cần nhiều ha. Dạ. Thêm chút miếng bột cong nữa. Dạ, rồi một chút xíu cái này thấy mình thấy đường á. Dạ đúng rồi.
Rồi, cái cuối cùng ở trong cái hỗn hợp này là dầu mè các bạn. Mà cái dầu mè này mình mua trong cái chai nha. Rồi cái bình nó hơi bự đó, cái mình xếp qua ha, chứ không có bán trong cái can, cái ly như vậy nha. Một muỗng dầu mè. Thơm hết con hả? Thơm. Món này đặc biệt. Món này nó thơm lắm. Ăn cơm bắt cơm. Đó, bây giờ thím sẽ xắt ra giùm cho Ngọc mấy lát cá nè. Mềm không em? Thấy giống như ngon lắm. Ngon ha. Ôi, con tưởng tượng nó sẽ tan, hòa tan trong miệng của mình giống như cái miếng thịt bò Wagyu vậy đó. Cái này có chút xíu đây mà mấy chục mà. 27 đồng. Mà ý là nuôi ở ngàn. Chứ còn, không phải là qua mà. Chứ không phải là wild đâu, không phải là được bắt ấy đâu á. Đẹp ghê không? Ui trời, nhìn miếng chảy nước miếng rồi đó. Còn mình phải sẽ phải ăn cái này trước. Chứ ăn mấy kia trước là không có thấy được cái vị gì hết. Đúng rồi. Thím thì thua. Ăn thử đi. Không. Ngày xưa con cũng ăn không được đâu thím. Mà con thử cái con thấy là nó ngon thiệt. Chứ ngày xưa ôi trời ngon. Không phải bán sushi go nên không cắt không đẹp. Đúng rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hôi và Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay là chú với thím với Ngọc với chồng Ngọc sẽ ăn một cái bữa cơm tối rất là thân mật. Chú thì bữa nay là chú mới đi làm về nè, là có món cá hồi lúc lắc nè. Wow, cái món này nè các bạn, cháu gặp chính tay đi mua về để cho chú. Dạ. Anh với người ta không con? Anh với dạ, con làm nước tương với đồ đó. Con thấy mấy cái bạn ở bên Hàn Quốc người ta ăn rồi đó. Ừ, cái này chú mê lắm. Nên là hả, mấy bạn này nói đây là cái miếng cá hồi mà cái bụng, ngay chỗ cái phần bụng mà ngon nhất của cái con cá, không phải cá hồi, cá ngừ đại dương, mà nó được ví y như là thịt bò qua dương vậy đó chú. Đó, nên là chúc con sắc, nhiều là một mình con thì con nghĩ con ăn không có hết được, nên là con với chú là về ăn với nhau là perfect cái này luôn. Okay. Đó. Thì cái này món này thím làm không? Ok, rồi lúc đó, cá hồi lúc đó. Ok, lên đây. Rồi con mời đại gia đình cùng đồng bào. Xin mời tất cả mọi người nha. Xin mời. And then here's her. Chay nè, chay xin chào ông bà cô chú chưa? Chay muốn ăn cơm với lại nước tương không? Nước mắm không? Bà xã, tự nhiên đi. Ăn đi tiếp. Ok. Thank you bà xã nha. Thank you bà xã làm miếng này nha. Trứng. Đúng không? Nước mắm. That's your favorite, right? We have mac and cheese for her. No, I want her to eat this. Oh, okay. She's been eating. Baby, let's eat. Okay. Không có chơi đũa, bỏ đũa lên không. Không, mày cho ăn cơm cái này ngon lắm nè. Ngon quá. Hay sao? Con lấy nó béo, nó mềm không? Con lấy cái kia không có tiêu đâu. Béo. Rồi, that's it. Tay cho miệng không? Vàng luôn. That's right. Cho đi quên này, đi quên anh muốn ăn thử kìa. You want to try it? Yeah, of course. Thì Quynh mà nghe gì? Bạn giúp thịt bò quay view rồi đúng không? It's not bad. Chay ơi, cái đó là nó hơi hơi lớn rồi đó con. Cái cá này con mua bao nhiêu một phao? Đâu có phao, miếng lát vậy nè, như vậy nè. Là bao nhiêu con? 27 đô. Cũng được. Dạ. Chúng vô đậu. Dạ, không có được, được. Bỏ rồi đuổi tôi xuống con. Bỏ tới nó. Để cho mẹ với ông ngoại, bà ngoại ăn được cho nó ngon miệng chút nha chứ. Cá hồi này hả? Cá hồi này là hả? Nó ngon dữ lắm. Ăn cái này là sáng lắm. Sáng thì phải tối rồi con. Ăn thử đi. Trứng với nước tương với cơm hả? Hết rồi. Lâu cháu qua đây chơi đó các bạn. No special meal for you. Anh Tùng rất là happy. Ở nhà lúc nào cũng có thiếu ngày nào của cháu ngoại. Rồi đi quên qua đây. Chú có đọc trong cái comment á. Bên con hay là bên chú cũng vậy đó. Nói là sao mà thấy đẻ thì Quynh lẻ loi á. Thì ngày xưa đến giờ cái nói vậy đó các bạn. Baby, thì rất là thích nói chuyện. Everyone comment on the comment.
that we speak all Vietnamese, so it looks like you are left out. You feel like it? No. Not at all. Chắc nhiều lúc mấy bạn chỉ coi cái mấy bạn không có tưởng tượng được là cái cảnh đó. Đúng rồi, gia đình bỏ bê, gia đình lẻ loi nhưng mà không có cảnh đó. Tại vì biết sao không? Ừ. Tại vì khi mà mình làm video á, thì mình nói chuyện đồ này kia đó. Nhưng mà hả, xong một cái thì mình là cũng như nó khó nói quá chú. Đúng rồi. Doesn't bother me whatsoever. I've been with you for 6-7 years. Cũng như các bạn thấy như behind sân khấu đi. Thấy không? Behind sân khấu đi, ví dụ như là cháu Duyên bị ngủ chặt cái cổ đi, đúng không? Thì chú là chính người là cởi, vì Quynh cởi trần ở đó rồi, chú phải ngồi, chú phải bóp cái cổ cho cháu, rồi chú cháu thương tình lắm, rất là bóp hai lần á, là hai lần là cháu hết luôn đó. Quynh, how about your neck feeling? Yeah, better. Is it better? Yeah. Cầm xuống dưới nha. Only a little bit of her right here, but better. Okay. Cầm xuống dưới. It's good doctor, right? Đây, xuống này. Where you going, honey? To feed her? Cháu dễ thương lắm các bạn. Cháu rất là hiền. Hiền lắm. Hiền hậu lắm. Mà cháu ít nói đó. Nhiều lúc ở nhà chú cháu cả ngày rồi đó. Rồi cứ chào hỏi rồi ngồi cháu. Thường thường người Mỹ đó các bạn. Người Mỹ, người Việt gì cũng vậy. Ai có sở thích gì làm cái đó thôi. Đúng rồi. Chứ mình không có ép. Mình không muốn làm phiền ba đời. Ví dụ cái cháu đi làm thì lúc cháu vào cái tình giờ cháu học hành hay làm gì đó thì mình để im cho cháu, chứ còn mình tới mình ngồi thì cứ nói chuyện thì mất thời gian của cháu. Wow. Chỉ có trường hợp là right. Sau bữa ăn được cháu nghỉ ngơi thì ra chú cháu ngồi nói chuyện vậy like thôi. Cái miếng cá này nó tan trong miệng luôn chú. Ừ. Trời ơi, tưởng gì như đang ăn ăn bơ vậy. Wow. Mà hình như tím nghĩ cắt dày nó mới ngon. Dày thêm chút nữa. Dày mới ngon. Đúng rồi. Dày mới ngon. Mỏng quá không. It's like sushi quality. Yeah. So good. Nó béo bởi ao. Đang ăn giống như mình đang ăn bơ. Cái bơ và bơ trái vậy đó. Ừ. Yeah. Wow. Ngon hơn chứ. Không biết được con nó mềm vậy đó chú. Mềm. Wow. Cái thịt của nó còn mềm hơn cái phần mỡ của nó. Đây con, gấp vào đây. Không, không, để đó con. Yeah, yeah, more. Mình muốn nữa kìa, Điều Quynh. Đây là chứng tỏ là ta thích rồi nè. Dạ, Điều Quynh ăn cá sống còn hơn là ăn cái này nè. Did you try this yet? I tried it. It's good, right? It's okay, that's better. Oh, wow. Dễ dữ ta. It makes me think it's Wagyu beef. And when you taste it, it's not that bad. Yeah. Không, mà hôm qua bữa tiệc hôm qua sinh nhật của thím vui hả chú ha? Quá vui. Quá vui luôn. Ừ. Lần đầu tiên con gặp mấy cô chú luôn á, rất là dễ thương. À, mấy cô chú dễ thương lắm hả? Hết mình. Mấy cô chú đó cũng giống như là chú với thím vậy đó. Ít bây giờ mà đi ra ngoài lắm. Chỉ có anh em thân tình như là bất đê thím rồi sinh nhật vậy đó, rồi anh em tụ hợp lại vậy thôi. Bọn mình là con thèm cái món cá hồi lúc lắc là con thím nè. Mua gì? Sáng nay mấy người bạn của anh đó gọi cho anh, nói là lần đầu tiên trong đời thấy em uống rượu. À, chắc là ngày sinh nhật của mình vui quá em hả? Dạ hả? Rồi em cũng phải nâng ly uống một vài cốc với lại mấy cô bạn cho nó vui chứ. Dạ. Chứ nếu mà ngồi uống nước ngọt hay là uống nước lạnh thì nó đâu có ra cái gì sinh nhật vậy nên mấy chú ngạc nhiên quá, nó quá rồi. Phượng hôm tối qua vui quá, lần đầu tiên trong đời mới gặp là Phượng uống bia luôn. Cười lắm. Uống rượu chứ. À, uống rượu. Uống bia uống rượu nó mới ghê. Mà thường thường những cái rượu ngon đó nó em uống dậy sáng nó không thấy không mệt phải không? Mệt chứ. Không mệt à? Ai cũng quen cũng mệt chứ, mình lâu lâu mới uống. À. Năm uống một lần. Cái chai nước tương là con thấy cho nào? Chú cần thêm bánh tương hả? Nghe bàn ngay cho cái chú. Canh ngon thêm. Canh vô. Thêm bánh canh chứ. Ừ, ngon
dirty doing down there, little puppy. Yeah, it's like eating avocado. Cái này nó coi thêm miếng gừng nữa, con có nói điều nguyên kẹp thêm miếng gừng ngủ ngay cho ăn, do vừa cho nó ấm ấm cái bơi bầu tử nha. Yeah. Những cái cá này đó mình phải chấm. Well, so just put a slice of ginger. It's better. That's good too. Cái này là mình phải ăn với nước tương Nhật nha chú nha. Đúng rồi. Mình ăn nước tương khác nó không hợp. Nước tương để dành riêng để ăn sushi đấy con. Dạ. Đúng rồi. Tương với wasabi nè. Cái tiếp, cái mỡ dưới này nè tiếp, nó còn cứng hơn là cái thịt ở trên. Dạ. Yeah. Nãy mỡ sắp mỡ nhai vô ngay sực 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 kìa. Không. Bữa nào mua về cắt dày một chút. Dày một chút nè. Bằng hai cái này mới ngon. Không còn lại người diễn tả được cái loại cá này. Thì Vinh ăn là biết rồi. Thì Vinh thường đã qua cá sấu. Ừ, thì Vinh mê luôn. Bước lao cho lái kìa ha. No, like this. Okay. Yeah. Maybe tomorrow I got to go buy something more for you, okay? No, it's okay. Not tomorrow. Not a day, okay? Not a day. But bên con chưa có bán này không? Yeah, I don't normally like fish, so. Bên con có bán này không? Chưa có bán. Chưa bán hả? Cái này cũng mua chợ Hàn Quốc hả? Cái bát đó. Cái bát đó. Trong ngay cái tủ ấy đó anh nè. Thì biết rồi, ý là hỏi với bên cháu. Hồi sáng có canh Hàn Quốc nữa kìa, đó. Cái này em nấu hả? Còn với mặt đi. Ok. Nè, anh tỉnh soạn nha. Em tỉnh soạn mà có người là vui à. Miếng chú ăn nhiều vô cho có sức. Chú ăn chứ. Gì lại? Gì con? Chơi đi. Tối qua trong cái tiệm bánh đê đó cũng có nhiều người bạn của chú là cũng là cái fan cứng của con đó nha. Dạ. Có nhiều người thích con đó. Rất là vui. Vợ của chú Chí á chú. À. Coi con mỗi ngày. Như vậy đó hả? Dạ. Very satisfying. So we went before we went to the jump place. We went to Chick-fil-A. We didn't have a toy for Janie, so Janie had an extra ice cream, and then she, or just an ice cream as a toy, and then she didn't eat it beforehand because I didn't let her, because I didn't want her to throw up ice cream all over the place. And then when she got back it out, it was melted. She immediately like opened it up and then. Really? Yeah. No. She's like, oh, it's an accident. I'm sorry. I'm like, it's okay. I said, you already put Cheeto chips sauce on your clothes and all this other stuff. Like, no, you better not let my Good evening. Canh ngon chứ mà. Thím hay mua những cái nấu đơn giản. Này ăn không với cơm cũng ngon đó. Cá với sản cơ mà. Dạ, phòng ốc gì cũng đỡ, sau này ba con mà có qua á, thấy không? Ba con mẹ con cả nhà qua đây mình cũng có phòng ốc để cho ba mẹ con nghỉ ngơi được, người thân đồng ha. Dạ. Chú nghe bây giờ chú nghe ba mẹ con qua chú cảm giác sao? Tôi cũng vui lắm chứ, tôi cũng đang trong từng ngày. Đếm từng ngày hả? Đếm từng ngày đó. Anh em có dịp hàn huyên với nhau, tâm sự là những cái thời thơ ấu, nói không? Bây giờ tuổi chú, tuổi ba con bây giờ cũng lớn rồi, lớn hết rồi. Anh em buông ba cả cuộc đời, nói không? Nhưng ba con thì may mắn là có được các con trưởng thành hết, nội ngoại ba con đều có hết, nói không? Đúng là chỉ có ké thôi.
đó là cũng như chi nó hỏi bà ngoại chú một câu mà chú cứ lâu lâu nghĩ chú cười hoài. Nó hỏi bà ngoại mà bên Mỹ với bà ngoại Việt Nam ai là bà ngoại thiệt. Câu vô tư con hả? Vâng, hôm nay ăn hết cái này thì mình ăn hết cái kia luôn, ngon quá ngon. Anh kìa quá. Mua vô có bị thiếu không chú? Không, được không? Những cái này á mình ăn nó vừa đủ thôi. Chứ còn cái này không phải để ăn để no. Mình ăn nó để mình enjoy nó thôi. Dạ đúng rồi. À, chứ còn mình ăn no một cái là một lần rồi đó, bảo đảm còn cả tháng sau cũng không dám ăn lại. Đúng rồi. Ừ, chú là chú như đây là chú thích là vừa của chú nè. Chú ăn cái gì vậy lâu lâu, hỏi thím á. Dạ, dạ. Thím nghĩ chú lắm. Thím lâu lâu thím đi chợ xong thím mua cho chú mấy cái tuna đó coi. Cá tuna mà cũng là ăn sống này nè. Ừ, cái là thím mua vừa tầm thím biết ý chú. Nhưng mà cái cá này á mình phải cắt hơi dày một chút xíu nữa. Thấy ngon. Tại em ngon cắt dày mà mà biết là không con đâu phải ăn chứ. Người Nhật đó nghe không? Người ta cắt cái lá đầu nó nấy to lắm. À. Còn á ăn cái này ăn cá này là mình chấm xong mình bỏ vô miệng mình ăn liền. Ăn hết cái miếng luôn. Còn những người Việt Nam mình mà những người mà chưa sầm nhiều và ăn cá sống đó thì người ta gấp cái lá cá là người ta ăn theo cái kiểu mà cắn là miếng thì bỏ ra thôi. Đúng rồi. Hiểu chú nói không? Là cái luật của cái ăn cá sống này á là gấp hết một miếng luôn chấm vô bỏ hết vô miệng luôn. Còn có gì anh dẻ ra nữa, hiểu không? Là không đúng. Bởi vì sẽ biết rồi. Vui lắm các bạn, lâu lâu cháu qua đây coi thời gian với lại chú thím ở đây thì gia đình rất là vui. Cũng có điều kiện lên ngồi trên kênh YouTube của cháu Ngọc rồi tâm sự gia đình. Nhưng mà hầu như là kênh của cháu ai cũng biết chú thím hết rồi. Gia đình mà, gia đình biết. Anh ăn miếng cơm nè. Gia đình con biết gia đình chú. Dạ, gia đình biết đấy. Gia đình của ai cũng biết con. Yeah. Rồi bây giờ để chú thiết kê bao la nghe không? Dạ. À, xin chào đại gia đình nha. Mình đi thiết kê cho gái cưng của mình chút. Ngồi nó lo nó la sợ nó ồn ào đâu có gì. Dạ, ngồi nó la hoài. Mix them together. Make this. Yeah, there we go. Wasabi nha. Yeah. Lô bà ơi, ok, để đi ẩm lên ngoài nè. Ngon mũi luôn á. Cô bà con qua mà cho bà con ăn cái này nha. Ừ, ba con coi. Gấp được luôn rồi. Mà chỉ còn miếng nữa, nó không ăn, không gấp được. Ăn chết thế này chứ. Đúng rồi. Đều muốn ăn ít thì cái chứ. Đúng không? Chưa gì cái nào lo. Ăn cái xí xíu. Bởi vì mọi người không biết á. Nói là sao không? Không ăn cái này, không ăn cái kia nhưng mà đều muốn ăn ít lắm. Mình đã ăn cơm cũng ít rồi đó. Mà đi quên là còn ít hơn. Đi quên nãy giờ có đụng vô miếng cơm nào đó. Không đụng luôn. Không đụng vô miếng cơm rồi còn hỏi con ăn cơm không? Có một nửa. Ăn đề này mà nói ăn nhiều lắm rồi đó. Một phân nửa muỗng nè. Để cho một chút nữa cũng mở cho thím coi mấy cái người mà Hàn Quốc người ta ăn một băng á. Mà cái cá này nè. Mẹ nghe con. Người ta ăn một băng thì người ta ăn để ba cái lá cá này dài vậy nè. Người ta cầm lên người ta cắn lần cắn. Có bữa thím mở hả? Thế à? Còn cái con mực ăn cái nó bò ra cho thím sợ quá. Trời ơi cắn cái không? Cái cô đó cầm cái con mực cái hả bỏ vô bút rụng mấy cái ngoe ăn nhiều nguy hiểm lắm không ai. Nguy hiểm lắm, nhai không kỹ là xuống dưới đứng là chết luôn. Nghe mà nghĩ rằng sao mà bé đến nỗi mà nhai cái con mực con to hả. Dạ quá luôn đó bạn. Cuối cùng các bạn thấy bữa ăn cuối cùng còn lại hai thím cháu. Mà người thì đi lo công chuyện chay, còn người thì lo công chuyện là. Mỗi người có hai đứa con. Hai thím cháu lo nấu ăn rồi. Dạ.
Thì thôi bây giờ hai thím cháu sẽ tiếp tục ăn cái buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip này nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye. Bye bye. Đi xuống đây mẹ đút cơm ăn nè. Mẹ ăn xong rồi đi xuống đây mẹ đút cơm ăn nè. Come eat the fish. Không có giỡn nữa. Đi xuống đây mẹ đút cơm ăn.